tại nhà mình cũng đang khoan giếng. Cháy hết khô hết nước luôn nè. Thì cảm ơn ông anh khoan giếng cùng đồng hương với mình nữa. Nay mình chuẩn bị làm mồi màng, cá lóc nướng này kia mình đãi ông anh. Đây là vườn cá nướng tại anh Khoan cùng quê. Đây là chuẩn bị công tác chiến đấu. Đây là anh quý vlog. Cá đâu rồi em? Mở mở coi cá rồi. Coi cá sông bữa. Thì anh em nó đi sông chích hết trời đấy. Đây cá sông khu hàng, cá sông nó khác cá lóc đồng mình không? Đây, gia đình mình coi đây là cá lóc sống. Ui còn sống luôn à? Sống à. Đây quay cái đầu nó có nhìn đẹp lắm kìa. Nãy tưởng nó chết rồi chứ. Bò vô cho nó chạy luôn đi. Không đi đâu được mà sợ. Đây tại này có ông anh Khoan giếng nhà mình nên mình làm ít mồi, ít bia nên đại ông anh. Khoan giếng mà gặp ông anh ở cùng quê thì thôi say đêm nay rồi. Đây, anh em mình đang làm công tác chuẩn bị mùa màng để chiều hôm nay chiến đấu này. Đây cá lóc trên ký nha cả nhà. Đây là cá lóc đồng, cá lóc sông chứ đâu phải đồng hả? Sông phải không? Ớt gì? Dạ. Cái gì đây? Em chẳng biết tức gì luôn. Ớt gì vậy quý? Em không biết. Ớt gì vậy? Ớt gì lạ vậy? Đây. Cá lóc tức này hơn ký ký rồi 2 ký chứ. Ký gì? Ký đúng hả? Ký đúng sao mà nó bự dữ vậy? Đây, chào gia đình nha. Đây mình đang làm tí mồi cho ông anh chiều nay làm trai. Cứ về quê là có đồ nhậu ngon thôi. Đây là anh em chuyên săn đồ quê nè, cá gì, cua ốc gì là sát thủ. Đó. Đây là mâm màng. Đấy, úi giời. Quá gì. Quá gì kìa. Thôi, mong mày kiếp sau mày làm người để mày để tao quay lại mày đúng không? Bây giờ mày đang quay tao sao tao quay lại mày. Rồi, bọn em ra đi nha.
Vậy cá lóc sông như gia đình. Không 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 công hay chịu ăn luôn.